Xin chào tất cả quý vị, các bạn và tôi là Xe Tải đây. Ngày hôm nay với cái chủ đề đó là lộ tẩy những cái điều mà còn giấu giếm khi đi mua xe tải 1,4 tấn và đặc biệt là dòng K3000. Và lại một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau trong một chuyên mục. Nếu nói một cách tiêu cực thì nó gọi là bóc phốt nhau. Nhưng nếu chúng ta hiểu theo một cái ý nghĩa, nhờ những video này mà bạn có thể tự tin, tự mình tự đi mua một chiếc xe tải cũ, chất lượng, phù hợp với lại tầm tài chính cũng như là nhu cầu của bản thân, thì một điều vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Tại vì trước đây, cách đây 3 năm về trước, tôi cũng giống như bạn bây giờ. Trước khi làm kinh doanh ô tô, tôi cũng đã là người đi mua và kiểm chứng những chiếc xe. Và trước khi làm kinh doanh ô tô, tôi cũng là người đi kinh doanh vận tải những cái hàng hóa rau dưa, chợ búa. Ai thuê gì thì chạy hàng đấy. Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời, nó cũng giống như các bạn vậy. Có rất nhiều người khách hàng của tôi, họ mua xe rồi họ lại phải bán xe. Có người bán xe để nâng đời một cái chiếc xe mới nó to hơn, một chiếc xe nó đẹp hơn. Và cũng có những câu chuyện nó buồn hơn, mua những chiếc xe rồi phải bán ngay lập tức và phải chịu khấu hao rất là nhiều, do là không hợp với lại nghề, do là xe không có hàng để chở, chỉ để đắp chiếu một chỗ. Cái lý do, cái câu chuyện, có những người mua đúng, có những người mua sai, có lý do, có những người mà mua chọn đúng xe, có việc làm và có tiền, có những người mua được xe rồi lại mất tiền, có những người đặc biệt rằng mua nhầm xe ngay bước đầu tiên, đó là bước tuyển chọn xe. Ngày hôm nay không bàn về những câu chuyện kinh doanh nữa, mà tôi chỉ chi tiết những cái điều này về một chiếc xe. Nó đáng đồng tiền bát gạo, tiền nào vải lấy là như thế nào bạn nhé. Trước mặt chúng ta là một chiếc K3000. Nếu xét về đời thì cái chiếc xe này thì nó cũng gọi là chạm đời cuối rồi. Tại vì về lịch sử dòng K3000, chúng ta có thể kể tới những chiếc xe đáng để sử dụng từ đời 2000 cho đến 2004, đó là những chiếc Kia Frontier nhập khẩu. Về những chiếc Kia Frontier nhập khẩu thì hình dáng cũng như là tất cả tải trọng nó giống như dòng K3000 bây giờ, nhưng chassis thì nó tốt hơn. Những năm 2005, 2006 cho đến hết là 2014 thì đó là những chiếc xe mang tên mới là K3000S do Taco Trường Hải lắp ráp tại Việt Nam. Còn bạn cần phải hiểu chi tiết đó là máy cầu số vẫn là nhập khẩu từ Hàn Quốc, mang thương hiệu Kia. Và tất nhiên rồi, thông số kỹ thuật về chiều dài thùng thì tất nhiên lòng thùng, lọt lòng thùng nó là 3m4. Cái điều này quý vị cần phải biết này. Kích thước lọt lòng thùng dài rộng cao 3m4 nhân 1m750 nhân 1m8 thì đó là những kích thước mà nó chung nhất của dòng K3000 rồi. Và chúng ta cần biết kích thước để liệu hàng, liệu cơm thì gấp mắm, để cho đúng với cái hàng của mình hơn. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ. Cái đầu tiên đó là lịch sử và một số những thông số về dòng K3000, tải trọng 1,4 tấn nhưng mang tên K3000, mang tên Kia Frontier nhập khẩu thì chỉ được phép chuyên chở đó là 1 tấn, 1,1 tấn và 1,2 tấn mà thôi. Còn đâu khi đã đóng thùng lên rồi thì 1,4 tấn là hạ tải xuống, còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Còn nếu bạn muốn đủ tải thì chỉ có những chiếc xe thùng lửng K3000 hoặc những chiếc xe mang thương hiệu Kia nhưng có thêm chữ Kia Frontier. Điều tiếp theo, điều quan trọng tiếp theo đó là bạn cần phải chọn được một chiếc xe mà nó không lỗi. Rất nhiều clip tôi đã chỉ cho bạn cách nhận biết một chiếc xe lỗi là như thế nào. Nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rằng cái lý do tại sao chúng ta không nên mua xe lỗi. Chuyện gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta đi đường đèo một cái chuyến hàng đâu đó 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn mà có người thân của chúng ta ngồi trong cabin này, tài xế của chúng ta, tất cả mang tên tài xế, vô lăng là vợ và cabin là nhà. Chuyện gì nó sẽ xảy ra khi một chiếc xe nó bị lỗi, nó bị đâm va nhưng một số người thợ bán họ không cho bạn biết và họ che mắt bạn đi bởi những cái thủ thuật, bởi những cái màn phù phép. Thì bạn cần phải biết cái lỗi này, mua xe bạn cần phải biết để mà nó an toàn. Những cái điều gì mà chấp nhận được, xước sát vẻ bề ngoài chấp nhận được, những cái điều gì mà bạn không thể chấp nhận được, những cái điều gì mà bạn
cần phải biết để định giá một chiếc xe nó tốt tiền nào vậy lấy. Thì trong clip này tôi chỉ cho bạn. Thì để mà chọn một chiếc xe mà nó không lỗi, hay một cách đơn giản là phân biệt một chiếc xe lỗi và một chiếc xe không lỗi, đó bạn cần phải biết. Một, đó là tất cả phần cột. Tôi gọi nó là tứ trụ, bởi tất cả nó giống như cái bốn cái cột của một ngôi nhà ấy. Xe nó có vững hay không thì bốn cái cột này nó không được đâm va, không được móp méo, không được hà rồ, hàn xì. Thì đây, nhìn vào, chúng ta sẽ nhìn một con xe này, tổng thành từ trên cho đến dưới, từ trái sang phải, từ bên lái sang bên phụ. Tất cả xe nó có một sự đối xứng từ bên trái sang bên phải, từ bên lái sang bên phụ. Nếu bạn phát hiện một bên này mà nó không cân xứng với bên kia thì chắc chắn rằng bạn đã đặt ra câu hỏi nghi ngờ. Và tất cả phần cột này nó có đường keo, phần máng nước này đấy, nó nguyên như thế này gọi là xe zin. Và tiếp theo nữa, đó là khi bạn kiểm tra phần cột này thì bên kia nó cũng phải như thế, bởi phần đầu cabin là cái phần mà dường như rất dễ bị va chạm nhất. Nếu va chạm ở đây thì nó kéo theo tất cả những cái hàng đinh bấm ở đây nó cũng bị xô dịch. Bạn rất dễ nhận biết, nếu mà nó bị va chạm rồi thì họ phải bả ma tít vào và họ phải sơn lại. Đó. Tiếp theo nữa là tất cả những chiếc xe, ví dụ đây là một chiếc xe đời 13 này thì nó có mã kính. Đây. Nhiều người thắc mắc bảo tại sao cái mã đời 13, mã kính 12. Kính zin đó là tất cả bốn cái kính 1, 2, 3 và 4, một kính sau nữa là mang cùng một mã số. Và cái kính này mang mã 12 bởi vì sao? Tại vì cái kính này hay những cái chi tiết đèn người ta sản xuất theo lô, còn đến còn cái xe này là sản xuất năm 2013, còn tất cả kính và đèn các thứ là họ sẽ 2013 họ còn lô 212 kính thì họ sẽ lắp, đúng không ạ? Lắp hết lô 212 thì họ mới chuyển sang lô 213. Thường thì nó sẽ lệch so với đời là một đời. Đấy là về mã kính để giải cánh đồng kia có cái xe đỗ kìa. Giải thích cho bạn cái câu hỏi vì sao mã kính loại khác. Tiếp theo nữa là về khi mà chúng ta xem hết cái cột này nó không có hiện tượng gì rồi thì chúng ta kiểm tra đến gọi là keo chỉ bốn cánh cửa, hai cánh cửa. Đấy. Nhà sản xuất nó sinh ra cái chỉ cửa này nó để phân biệt là xe tai nạn hay xe không tai nạn. Một chiếc xe bị tai nạn thì nó sẽ bị xô vào và tất cả đường chỉ này nó sẽ bị mất đi. Đấy, nó sẽ bị mất đi. Đây chỉ. Và phần chỉ này nó gọi là keo chỉ, tức là phần nó giống như là một lớp keo ấy, nó có độ đàn hồi và khi chúng ta bấm vào thì bao giờ nó cũng đàn hồi lại. Đấy, bấm vào có độ đàn hồi lại. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Và tất cả nó đi theo keo chỉ là đinh bấm. Đây, chúng ta giật cột ra. Chúng ta giật cột ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần đinh bấm nó dễ dàng. Đấy. Đây là gọi là đinh bấm. Những chiếc xe mà không còn cái phần đinh bấm này nữa, hoặc những chiếc xe mà họ bả ma tít vào, nó không có cái đường ghép lối giữa hai phần tôn trong và tôn ngoài như thế này nữa, thì tức là những chiếc xe đấy bị va chạm rồi. Mà những chiếc xe bị va chạm, tôi định giá cho bạn đơn giản nhé, đặc biệt là dòng K3000. Nếu mà đâm va ở cột này, nếu mà đâm nhẹ, trượt chạt, gọi là tì nhẹ thôi thì chúng ta cũng bớt đi được vài triệu. Nhưng nếu mà đâm quá nặng rồi, nó lún cả về sâu ở trong gọi là cột thứ hai này rồi, thì tức là một chiếc xe dường như chúng ta có thể không mua. Dường như chúng ta có thể không mua. Còn đâu à, nếu bớt về chi phí thực ra thì nó sẽ lệch đâu đó khoảng chục triệu, hơn chục triệu, vài chục triệu so với một chiếc xe bình thường. Đó. Và tiếp theo nữa này, nhiều người xem keo chỉ cửa và nhiều người kể cả thợ mới vào nghề, rất nhiều người bỏ qua tất cả những phần gọi là bậc lên xuống và tất cả phần cạnh dưới của xe. Đấy, cạnh dưới của xe. Và bỏ qua tất cả những phần bản lề này. Một chiếc xe đời tầm lẻ 9, lẻ 10, 12, 13 như thế này thì không bao giờ một chiếc xe mà nó bình thường mà họ tháo cửa ra để họ sơn cả. Đấy là cái câu chuyện mà bịa đặt thôi. Còn đâu đã tháo cửa là kiểu gì, một là họ phải thay cánh, hai là họ có vấn đề thì họ mới tháo cửa. Cho nên là tất cả những phần bản lề này không được phép tháo dỡ. Đó. Và tất cả những phần bậc lên xuống này, một chiếc xe đẹp thì nó sẽ không bị bả ma tít, tại vì cái phần bậc lên xuống nó gắn liền ở dưới, nó là gọi là phần cua lốp ấy. Phần cua lốp này là khi chúng ta di chuyển thì phần nước nó bắn lên thì rất dễ bị mọt. Những chiếc xe mà biển ở những cái vùng như muối mặn, như là
Hải Phòng như là Quảng Ninh ấy, 36, 37 ấy, thì dường như là nó sẽ bị mọt rất là nhiều. Còn khi bạn chọn những chiếc xe mà ở vùng cao thì bạn xem những chiếc xe này, phần cua lốp này nó còn đẹp, thì tức là một chiếc xe nó có giá trị. Và khi bạn đi đường dài thì nó không có tiếng cọc cọc cọc, không có tiếng ồn, thì đó là một chiếc xe nó tốt và nó tuyệt vời. Để mà kiểm tra dễ hơn thì bạn có thể lật cabin lên. Thì tôi lật cabin lên cho bạn xem. Bạn lật lên. Đấy. Và chân này bạn đạp vào. Đấy. Đây. Thì khi bạn lật lên thì bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cái tất cả phần gọi là phần cua lốp này. Đấy. Phần này nó lật cabin lên. Cái dòng K3000 này lật được cabin lên. Và rất dễ dàng kiểm tra những phần cua lốp mà nó còn xanh, nó không bị mục, nó không bị thủng, thì tức là một chiếc xe mà nó rất là tốt. Còn những chiếc xe mà bị mục mọt cái phần này rồi thì bạn sẽ, ví dụ một chiếc xe này 338 triệu, mà bị 238 triệu, thì mà phần này nó bị mục mọt hết, thì bạn sẽ phải bớt đi khoảng 5 triệu 10 triệu, đúng không ạ? Đấy. Còn những xe đẹp thì một là cái phần váy này nó còn nguyên, hai là phần chống ồn này nó còn nguyên, nó không bị cháy, không bị lột ra, thì đó chúng ta sẽ xem được một chiếc xe đẹp. Đây, và tất nhiên rồi có rất là nhiều người hỏi là tại sao tôi đi mua xe mà có nhiều những chiếc xe mà cái phần quạt ly tâm này nó bó cứng. Thì cái quạt ly tâm này nếu mà trong vòng khoảng hơn 2 năm sử dụng thôi, thì cũng đến cái lúc mà tất cả phần bi ở trong nó cũng chết rồi. Thì cái phần quạt ly tâm này muốn hoạt động trở lại bình thường thì bạn sẽ bảo dưỡng đâu đó khoảng hơn triệu nữa thì nó sẽ hoạt động bình thường thôi. Còn đâu là nó bó cứng thì nó sẽ chạy theo vòng tua máy, tốc độ vòng tua máy, thì cái điều này nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn là chủ xe, bạn mua xe về dùng, thì những cái phần quạt ly tâm này bạn nên bảo dưỡng định kỳ cho nó tốt. Còn nữa, khi bạn lật cabin lên, bạn xem được tất cả phần cua lốp rồi, thì bạn nhìn luôn phần máy này, bạn nhìn luôn phần máy và tất cả phần chassis. Thì một chiếc xe mà máy nó đẹp hay không, nếu bạn nhìn bằng mắt thường, thì tôi có một khái niệm là về ốc 7 màu và màu nó 7 màu. Tức là gì? Tất cả phần bơm, đây gọi là phần bơm cao áp, và nó giữ được một cái màu, nó gọi là cái màu ánh vàng ấy. Thì tức là một chiếc xe mà họ đi ít. Cẩn thận ghê nhé. Họ đi ít. Và quay vào thế này chịu rồi. Và tất cả mọi thứ là da máy nó sáng, tất cả một chiếc xe chưa bị bổ máy thì tất cả những phần răng keo ở đây nó không có răng keo thừa. Không có răng keo thừa từ mặt máy cho đến thân máy và đáy các te. Đó, và đây là một chiếc xe đã được trang bị điều hòa, đây. Đây là dàn nóng đây, đây là két nước. Đấy, và khi mới mua xe thì tất nhiên khi mua được xe rồi bạn phải, thứ nhất là thay dầu máy, thứ hai thay tất cả cốc lọc và vệ sinh, bơm tra mỡ ở các khớp, thì xe của bạn đi nó sẽ bền hơn. Tiếp theo nữa là nhiều người bảo là nhiều chiếc xe mà tôi thấy là người ta độn rất là nhiều nhíp, thì nguyên bản của cái dòng xe K3000 nó sẽ có 8 lá nhíp, còn đâu là nhiều khi người ta độn thêm nhíp để mà chở hàng nặng hơn. Anh ơi, chiếc xe này thì càng tốt. Xe tàu hay xe Nhật? Đây xe Hàn ông ạ. Xe tàu à? Xe Hàn Quốc anh ạ. À, ông ạ. Đấy. Tiếp theo nữa là tất cả phần chassis này. Chữ này có mà bút rồi. Đấy. Tàu với Nhật với Hàn Quốc là bút nào biết. Đấy. À? Tất cả phần chassis này rất là quan trọng, tại vì chassis nó là phần chữ tàu này, chữ Hàn này, chữ Nhật này, xương sống của một chiếc xe. Chassis nó gọi là phần xương sống của một chiếc xe. Cho nên là khi đi mua xe, bạn xem xong tất cả mọi phần thân vỏ rồi thì bạn cần phải xem kỹ phần chassis. Nếu không xem kỹ phần chassis rất dễ mua nhầm những chiếc xe mà nó bị chở nó quá tải và nó bị gãy chassis, họ hàn rồ vào rất là nguy hiểm. Những cái phần chassis nguyên bản thì bạn chú ý này, từ đầu này. Đấy, từ đầu chassis đến cuối chassis thì lúc nào nó cũng có cái lỗ, có những cái lỗ tròn như thế này để mà đánh dấu. Đấy. Tất cả phần chassis này nó sẽ không có những cái miếng táp nào, không có những cái dấu hiệu hà rồ nào, thì là một cái chiếc xe không có dấu hiệu sơn, là một cái chiếc xe mà chassis nó còn nguyên, bên kia cũng xem như vậy. Và khi chúng ta xem chassis, chúng ta ngó lên xem cái phần thùng này. Đấy, những chiếc xe mà giữ được những cái phần thùng còn xanh và nó còn phẳng, nó không bị lồi lõm quá nhiều như thế này, thì là mỗi chiếc xe mà chủ nhân họ đi họ còn biết giữ gìn. Thì khi chúng ta mua lại thì chúng ta là người sử dụng thì nó càng tuyệt vời hơn. Tiếp theo nữa là khi bạn xem xong tất cả phần thùng rồi thì theo một cách logic bạn xem luôn tất cả phần diềm thùng này. Thùng nguyên bản của K3000 bao giờ cũng có đinh bấm,
những chiếc xe mà không có đinh bấm là thùng thay rồi, tùy đời bạn nên lựa chọn. Ví dụ những chiếc xe đời nó thấp 2002, 2003, 2004, 2005 mà thay thùng mới thì càng tốt. Nhưng những chiếc xe mà ví dụ đời 12 này hay 16, 17 là những K165 mà bị thay thùng rồi thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng tại sao người ta thay thùng. Đấy, xe nguyên bản bao giờ cũng là thành thùng ba vách và có đinh bấm, đúng không ạ? Đó là những cái yếu tố quan trọng. Và tiếp theo nữa, đó là chúng ta sẽ đi tổng thành xem chiếc xe này nó lót sàn hay chưa. Một chiếc xe mà được lót sàn rồi thì nó sẽ có giá. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ đỡ được chi phí đâu đó khoảng 5 triệu, 7 triệu đi, hoặc chục triệu đi. Và chúng ta không phải làm thêm mà chúng ta chỉ lo việc kinh tế thôi. Đi mua xe cũ thì chúng ta đảm bảo được cái phần đó. Chiếc xe này đã được lót sàn tôn rồi nhá. Đây, lót sàn rồi. Đấy, người ta cũng đi chở hoa quả các thứ thôi. Đấy, chở hoa quả các thứ, chở chợ búa các thứ thôi. Đấy, chở chợ, chợ đi hàng chợ ấy, vớ đi hàng trả hàng đấy. Đây không phải là một chiếc xe quá đẹp, tôi chỉ lấy ví dụ để mà mọi người có một cái nhìn nó tổng thể, tổng quan hơn về dòng K3000 thôi. Nhưng nói về cái dòng xe K3000 thì cần phải nói chi tiết hơn một chút. Nó không phải là một dòng xe quá đẹp, không phải là một dòng xe nó quá hiện đại, không phải là một dòng xe nó quá là sướng khi mà đi những chuyến đường dài. Nhưng chắc chắn là một dòng xe dễ dàng sửa chữa, là một cái dòng xe mà có giá nhất hiện nay trên thị trường phân khúc xe tải nhẹ. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì cái khung khoảng đâu đó bạn khởi nghiệp ấy, đặc biệt là anh chị khởi nghiệp, đi mua xe Kia nó giống như việc gửi vàng, đúng không ạ? Cái khung tiền nó chỉ dao động khoảng tầm 20-25 triệu mỗi năm, thì dường như chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn hàng hơn khi mà đi giao thương, giao dịch. Quan trọng hơn, bạn phải chọn được một chiếc xe nó không lỗi. Tôi nói lại một lần nữa, bạn phải chọn một chiếc xe nó không bị lỗi khi mà bạn có nhu cầu đổi xe hay bán lại, thì bạn sẽ mất rất là ít tiền phí, tầm đâu đó 20-25 triệu thế thôi. Còn nếu đã mua nhầm phải một chiếc xe lỗi, thậm chí người bán cho bạn không dám nhập lại, và bạn sẽ sập rất là nhiều, khoảng 50, thậm chí nhiều hơn. Thì đó là tôi chỉ cho bạn cách để nhận biết một chiếc xe không lỗi, để bạn đỡ mắc phải những cái sai lầm sau này, dù bạn kinh doanh được hay bạn không kinh doanh được. Và tiếp theo nữa là đến cái phần khởi động. Đến cái phần khởi động thì sau khi chúng ta xem tổng thành một chiếc xe không đâm va rồi, biết được một chiếc xe mà nó không, thân vỏ nó còn tốt rồi, và đi hàng nó an toàn rồi, đầy đủ đồ điều hòa nó sàn rồi, thì chúng ta cần phải test những chiếc xe trên một cái cung đường. Và chúng tôi sẽ thực tế bây giờ sẽ test bạn với một cái cung đường mà nó hơi gồ ghề một chút, để bạn có thể biết được cái cảm giác cũng như là cái đánh giá về máy động cơ hoạt động, nó hệ thống treo hoạt động nó có tốt hay không. Thì đây, chúng ta hạ cabin xuống. Khi test một cái hệ thống xe nó hoạt động, hệ thống treo nó có tốt hay không và máy nó hoạt động bình thường hay không, thì chúng ta cần phải khởi động. Và khi mà chúng ta ngồi lên cabin rồi, chúng ta thứ nhất là đèn đóm còi xi nhan chúng ta phải đảm bảo. Đấy, còi con này nó hơi rè đấy. Đấy, thì chỉnh chút nữa, chỉnh lại còi một chút cho nó trong hơn. Thứ hai nữa là dòng máy dầu bạn cần phải sấy. Rất là nhiều bác hỏi là tại sao tôi đề mãi không được, nó cứ ẹc như này. Đây, đấy, nó cứ ẹc như này. Đấy, mà tại sao mãi không nổ được, thì cái nguyên nhân đó là bác không sấy có lò xo sấy đây này. Thường những trời lạnh thì bác sấy hai lần, cái lò xo này nó hết thì bạn tắt đi, bật lại, bạn chờ khoảng 1 giây, bạn đề, bạn ăn ngay. Đấy, thì khi bạn đề thì tất nhiên rồi, tất cả hệ thống điều hòa lúc này bạn đề xong rồi, bạn mới bật quạt gió, bật AC lên. Còn đây là tất cả những cái chế độ mà gió, đây là ví dụ là gió chỉ là ở từ phía lên phần ngang ngực mình này. Đấy, còn sang bên đây là ở dưới chân nó cũng mát này. Đấy, chúng ta hạn chế đút chân vào dưới, ở dưới cái phần gầm này, tại vì cái mùi của nó sẽ thông hết qua tất cả hệ thống gió, nó không tốt. Đấy, và tiếp theo là chúng ta kiểm tra số. Thì rất là nhiều người bảo rằng, và rất là nhiều người thử xe thì chỉ kiểm tra số tiến thôi, nhưng chả ai kiểm tra số lùi cả. Thì bạn cần phải kiểm tra luôn cả số lùi, tránh cái tình trạng mà chỉ có tiến khi mà mua xe xong rồi mà số lùi nó không vào được. Đấy, còn đâu là tất cả những cái hệ thống liên quan đến số mà nó dai hay không, thì một nó là về dây côn,
2 nó gọi là dây số, và 3 nó là tất cả những hệ thống bánh răng đồng tốc ở trong đây thì xử lý nó cũng dễ thôi. Còn đâu chúng ta phải thử để test, để mà đàm phán những cái gì mà còn vướng mắc cần xử lý thì các bạn cũng phải bảo luôn với lại người bán xe để người ta xử lý cho bạn, hoặc là bớt tiền, hoặc là xử lý cho bạn để bạn yên tâm về chỉ việc chạy thôi. Và chúng ta khởi động trên một cái quãng đường nó gồ ghề một chút để biết được cái hệ thống treo nó có tốt hay không thì chúng ta bắt đầu đi. Bạn có thể thấy cung đường này nó rất là khá nhiều sỏi đá. Đấy, tôi ga lên này. Tôi vào lần lượt số 1 này, nó không có móc này, mà đi với tốc độ vòng tua. Đây, tăng tốc 1 này, tôi áp số mà máy nó vẫn khởi động nó trơn tru thì tức là một chiếc xe mà dường như là nó còn tốt khi mà ôm cua này, nó không có cái độ dơ của tay lái, thì tức là một chiếc xe hệ thống treo nó còn ổn định. Đấy, bạn có thể nhìn thấy vô lăng của tôi rất là nhẹ nhàng, thì tức là cái trợ lực lái của nó còn rất là tốt. Đấy, bạn có thể nhìn đường này, bạn có thể nhìn đường này nó rất là xấu, rất là nhiều ổ voi ổ gà. Đấy, sóc tiếp này, đấy, đạp lên này. Đấy, vừa đi vừa cái tốc độ khoảng 40 km/h một đoạn đường nó khá là xấu. Cái này thì bạn có thể test được một hệ thống treo nó có tốt hay không. Nếu hệ thống treo mà nó nhõng nhẽo, hoặc là nó có cái độ gọi là dơ lái, hoặc là có một cái độ nó gọi là ngang lái, thì bạn cần phải yêu cầu sửa chữa và xem lại hệ thống lái, hoặc là cabin lên xem lại luôn và ngay. Đấy, số không có hiện tượng mắc, và khi bạn chuyển số nó rất là bốc, nó không có cái độ lì, thì đó là một chiếc xe mà hệ thống lái, hệ thống treo, bốt lái, tất cả mọi thứ nó còn hoạt động, nó ổn định. Và tất nhiên rồi, khi chúng ta lựa chọn một chiếc xe như thế này rồi, về chúng ta rất là nhàn, chúng ta đi bảo dưỡng một chút nữa về dầu máy, dầu cầu, đơn giản thôi. Đấy, à. Và tôi đang trên đường về đại bản doanh của mình ở số nhà 77, phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đó. Và nếu có cơ hội mà bạn có đi qua ngang Thái Nguyên thì nhớ ghé qua Xế Đẹp 88 Salon Đạt Xe Tải Auto nhé. Và tôi rất là mong muốn được gặp gỡ và kết nối với tất cả mọi người để có thể chia sẻ cũng như là học hỏi từ tất cả mọi người những cái câu chuyện khởi nghiệp, những câu chuyện kinh doanh và những cái câu chuyện về đi mua xe cũ, để tôi có thể làm được những cái chủ đề nó tuyệt vời hơn. Thì đó là cái sứ mệnh, đó là cái mong muốn. Một ngày mà không ra được một cái video nó có ý nghĩa thì thực sự là anh em đội ngũ ekip Đạt Xe Tải rất là cảm thấy rất là buồn. Cho nên là quý vị nếu thấy video này hay thì hãy bình luận phía bên dưới và chia sẻ video này, và hãy đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông, nút thông báo, và bấm vào biểu tượng like trên fanpage của Đạt Xe Tải để là người nhận được những thông báo, những video mới nhất, và là người nhận được những cái mức giá ưu đãi nhất của Đạt Xe Tải với mã khuyến mãi là Gặp Đạt Xe Tải anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165, và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.